Ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Hoàng Thế Du, Trưởng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vậy, Tập đoàn Thuận An đang hoạt động thế nào? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé! Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An được thành lập vào tháng 8 năm 2004 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, cũng như đầu tư vào bất động sản. Vốn điều lệ của Thuận An tính đến tháng 8 2020 là 300 tỷ đồng, đến tháng 1 2022 vốn điều lệ nâng lên 800 tỷ đồng. Đến tháng 1 năm 2023, công ty này thay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, TAG. Đại diện pháp luật của công ty lúc bấy giờ là ông Trần Anh Quang, giữ chức vụ tổng giám đốc, và ông Nguyễn Duy Hưng đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Theo Tuổi Trẻ, Thuận An đã giành thắng lợi trong đấu thầu nhiều gói thầu xây lắp, bao gồm cả những dự án có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Với vai trò là nhà thầu độc lập hoặc là thành viên trong liên danh, Thuận An đang thi công nhiều gói thầu ở các địa phương khác nhau trên cả nước. Tại tỉnh Bắc Giang, liên danh gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng một số đơn vị khác được chọn để thực hiện gói thầu số 7, xây dựng cầu vượt Giai Văn - Đồng Việt nối liền Bắc Giang và Hải Dương. Dự án xây dựng cầu Đồng Việt với tổng mức đầu tư là 1.492 tỷ đồng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Tháng 2, 2024, báo thanh tra thông tin, cơ quan thanh tra phát hiện công tác ký kết hợp đồng thi công xây dựng của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang với liên danh trên có nhiều vi phạm. Theo đó, hợp đồng thi công gói thầu số 7 đã được ký kết mà không hề có thông tin về đăng ký kinh doanh của các bên liên quan và cũng không chỉ rõ ai là thành viên đứng đầu trong liên danh. Điều này là vi phạm quy định pháp luật. Đối với hợp đồng thi công xây dựng tại gói thầu số 7 và 13, không có sự thống nhất về việc thu hồi vốn cho mỗi lần thanh toán và không có thỏa thuận cụ thể về số lần thanh toán, các giai đoạn, thời gian cũng như điều kiện thanh toán theo đúng luật định. Bên cạnh đó, báo thanh tra đã đăng tải nhiều bài về những vi phạm của ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Những vi phạm này đã được cơ quan thanh tra phát hiện và đề nghị xử lý trách nhiệm.